Rồi, hello, xin chào tất cả anh em. Hiện tại thì trên đây mình đang là một cái chiếc Action Cam đến từ thương hiệu DJI và nó có tên mã là DJI Action 4 anh em nhé. Thì tại thời điểm hiện tại thì cái mức giá để sở hữu cái Action 4 này rất là rẻ. Thì trên một số những cái sàn thương mại điện tử thì nó rơi đâu đó từ 7 cho đến 9 triệu đồng thì anh em đã sở hữu cho mình cái bản combo rồi. Còn các bản đơn thì nó rẻ hơn rất là nhiều, nó dao động từ 5 triệu rưỡi cho đến 6 triệu rưỡi thì tùy từng cái shop bán. Nhưng mà mình khuyên anh em là không nên mua cái Action 4 tại thời hiện tại. Còn tại sao không nên mua thì mời anh em xem video của mình nhé. Thì có lẽ khi mà cái video của mình lên sóng thì chắc là cũng là cái thời điểm mà chiếc Action 5 của DJI cũng sắp ra mắt rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn làm một cái video chia sẻ cho anh em một số cảm nhận của mình để anh em có một cái nhìn tổng quan trước khi bỏ tiền ra mua nó. Thì trên tay mình đang là một cái chiếc Action Cam thế hệ thứ tư. Và cái bản này thì bản mình mua bản combo và giá khi mà mình mua nó rơi đâu đó tầm khoảng hơn 10 triệu. Thì khi mình mua thì nó gồm có một cái cách như này. Đấy, một cái gậy như này và một cái hộp sạc như này. Thì hộp sạc này gồm có 3 pin. Thì đây là tất cả những cái tổng quan khi mà anh em mua bản combo. Ngoài ra thì cũng còn một số những cái phụ kiện đi kèm. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái tổng quan bên ngoài của cái chiếc Action Cam này. Sau đó mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cảm nhận của mình sau gần 1 năm sử dụng nó để anh em có cái nhìn tổng quan trước khi mua nó nhé. Thì đây chính là cái cấu tạo bên ngoài của chiếc Action 4 này. Thì như anh em nhìn thấy thì nó rất là nhỏ nhắn và nó giống hệt với chiếc Action 3 trước kia. Thì phía trước này, mặt trước này thì gồm có một cái len và đây một cái màn hình cảm ứng. Thì cái len này như anh em nhìn thấy thì nó có cái khẩu độ là f2.8 và cái góc FOV của nó là 155 độ. Nói chung là cũng khá là rộng và cái cảm biến sensor của nó là 1/1/3 inch. Nó cao hơn rất là nhiều so với GoPro cũng như là cái thế hệ 3 trước kia. Thì đây là cái mặt trước của nó, đây là cái màn hình này cảm ứng được, đây có logo của DJI và dưới này thì có cái chữ Action 4, đấy, số 4 này thì nó in đỏ rất là đẹp. Còn hai bên hông của nó thì như anh em nhìn thấy thì phía bên đây nó có một cái logo của DJI, khi mà mở ra thì anh em có thể lắp pin và lắp thẻ nhớ vào đây. Phía bên cạnh hông này thì nó gồm có một cái nút nguồn và cái chỗ để anh em có thể cắm sạc cũng như là cắm tai nghe vào đây. Đấy thì đấy là hai bên hông của cái chiếc Action 4 này. Phía trên này thì gồm có cái nút record màu đỏ và đây nó có một cái loa cũng như là một dãy mic để thu âm. Đấy, phía dưới này thì nó gồm có một số những cái chỗ hít nam châm để khi mà anh em gắn cái ngào này vào thì có thể sử dụng luôn, rất là tiện. Đây, đấy, hình như anh em thấy là rất là tiện nhá. Rồi và sau cùng thì nó là cái màn hình này thì cảm ứng được anh em nhé. Rồi thì đấy là cái tổng quan bên ngoài của cái chiếc Action 4 này. Tiếp theo thì vào phần bên trong thì anh em cần giữ cái phím này đâu đó tầm khoảng 1 đến 3 giây thì nó sẽ hiện ra cái màn hình bên trong này. Thì khi mà anh em kéo từ trên xuống dưới này thì nó sẽ ra một số những cái menu điều chỉnh cho anh em. Ví dụ như là anh em có thể chỉnh sáng tối, chỉnh ngôn ngữ, rất nhiều thứ nữa. Phím tắt rồi thì cái cấu hình khi mà anh em vuốt lên thì anh em có thể chỉnh được một số cái thông tin khi mà quay. Ví dụ như là quay 4K, quay Full HD, quay 2K7. Ở dưới đây thì nó có số frame thì khi mà anh em gạt qua trái qua phải thì nó sẽ tăng lên hoặc giảm xuống. Đây, ví dụ như mình đang để là 4K chế độ 16:9, frame của nó là 25:30, khi mà anh em gạt lên thì nó lên 60. File quay của nó thì cấu hình rất là cao, nó quay lên tận 4K 120 frame cơ. Nói chung là rất nhiều những cái điều chỉnh ở đây. Đấy, ngoài ra thì khi mà anh em ấn vào cái nút bên cạnh này thì anh em có thể tùy chỉnh được exposure này, rồi thì cái chromatic, cái độ màu ấy. Đấy là những cái cơ bản về cái chiếc Action 4 này. Thực ra thì trên mạng cũng rất nhiều anh em chia sẻ rồi nhưng mà mình chỉ nói qua cho anh em để anh em lắm nó thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cảm nhận của mình và cũng như là cái nhược điểm của cái chiếc Action 4 này nhé. Đầu tiên mình muốn chia sẻ cho anh em một cái nhược điểm bên ngoài trước, đó là cái len này. Cái len này nó rất dễ hỏng, đặc biệt là khi mà anh em để vào quần áo này, tức là để vào túi quần này, hoặc là để vào valo, hoặc để vào một số những cái vật sắc nhọn như là chìa khóa thì rất dễ bị chảy cái len này. Thực tế thì mình đã bị một cái chảy ở đây, không biết anh em mình rõ. Nếu như anh em mà có điều kiện ấy, thì anh em nên mua những cái vòng gọi là vòng xoay để bảo vệ cái len này. Tại vì cái len này nếu mà nó bị hỏng ấy, mà nó mà hỏng quá nặng ấy, thì khi mà anh em cho xuống nước ấy, thì nó sẽ không chống nước được. Thì đấy là cái nhược điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho tất cả anh em.
Tiếp theo đến cái nhược điểm thứ hai, đó là cái phụ kiện đi kèm ấy, mình thấy nó rất là dở hơi như này. Tức là khi mà mình mua cái bảng combo thì nó có một cái củ sạc, hộp sạc như này và ba in đi kèm, nhưng mà trong máy thì không có. Thì mình nghĩ là nếu như mà mua thì lên nhà sản xuất lên có một cái pin theo máy này và ba cái pin này thì nó hợp lý hơn. Hộp pin này lại chỉ là cái hộp sạc thôi và nó không có pin dự phòng đi kèm, nên là cũng rất là bất tiện. Đầu tiên là cái phụ kiện hộp nhá. Tiếp theo là đến cái cách này. Cái cách này thì việc tháo lắp ra rất là khó anh em ạ. Và nó khi mà anh em tháo pin ra ấy thì phải tháo cả cách này ra. Đấy, nó rất là bất tiện. Thực sự là mình cũng chưa hài lòng về cái cách này. Nếu như anh em mà muốn thay được pin ấy phải mua một cách của Smorix hay là của cái Bizitech ấy, thì đâu đó tầm khoảng gần một củ cơ. Nhưng mà cái cách này thì có một cái ưu điểm là anh em có thể dùng nó cùng với lại cái ba được. Đấy, đây là cũng là một cái ưu điểm mình thấy khá là tốt. Tiếp theo đến cái gậy này. Mặc dù cái gậy này rất là dài, nhưng mà khi mà anh em kéo dài ra ấy thì rất là lỏng lẻo và nó không thực sự tốt. Đấy, đây nó rơi đâu đó tầm khoảng, mình nghĩ chắc tầm khoảng chắc phải mét, hơn mét rồi đấy. Nhưng mà khi mà cầm xa này thì trên đầu nó vẫn có một độ rung nhất định và nó không được mượt. Và cái gậy này thì lại không có pin đi kèm. Kể như mà nhà sản xuất mà có cái pin đi kèm này thì mình nghĩ là khá là hợp lý. Rồi thì đấy là cái nhược điểm thứ hai. Và tiếp theo đến cái nhược điểm thứ ba trên cái chiếc X4 này, đó là cái góc FOV ấy nó quá rộng, dẫn đến là khi mà anh em quay vlog ấy thì cái mặt người ấy, hoặc là cái hình người nó biến dạng rất là kỳ. Đấy, nên là khi mà anh em mà mua cái máy này là máy chính để làm vlog ấy, thì nên cân nhắc. Nếu như mà anh em quay phong cảnh thì không sao, nhưng mà quay người rất là kỳ. Và khi quay đồ ăn ấy hoặc là quay một số những cái vật thể mà gần ấy thì nó không lên nét được, nó bị như kiểu hunting ấy. Thì cái này nó là action cam thì không tránh khỏi được, nhưng mà về cơ bản thì mình nghĩ nó không ổn cho lắm. Và tiếp theo đó là quay đêm. Quay đêm của cái chiếc X4 này thì nó không sử dụng tốt. Rồi, hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái vị trí trung tâm của tuyến đường Hồ Xuân Hương. Thì đây là trên quảng trường các bạn nhé. Quảng trường Hồ Sơn này thì cũng mới xây dựng xong. Đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Nói chung là cũng khá rộng các bạn ạ. Ở đây thì hai bên này là nhà. Đây. Đấy. Vì đây nó cũng không có nhiều ánh sáng lắm nên nó chắc là khả năng nó cũng hơi tối. Mình sẽ đi một vòng quay cho các bạn xem nhé. Thì từ chỗ khách sạn của mình nghỉ ra đây đến đâu tầm một cây số. Nói chung là về khách sạn đấy thì cũng tạm ổn các bạn ạ. Phòng ốc sạch sẽ, đồ ăn thì ở mức trung bình khá, cũng không ngon lắm. Cho nên thì rất nhiều anh em chia sẻ là nó rất là tốt hơn so với Google đồ và cái thế hệ trước. Nhưng mà mình thực sự mình chỉnh rất là nhiều nhưng mà kết quả nó không như mong đợi. Và có một cái điều nữa, nó bị rolling shutter rất là lặng. Đấy, khi mà anh em lên nhanh cái này này thì nó như kiểu nó không lên led kịp ấy và rất là khó chịu. Đấy, thì đấy là một số những cái điều chia sẻ cho anh em về cái chiếc X4 này. Thì mình hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho anh em trong cái việc chọn mua X4 nhé.